Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay nên sóng cho bác một số mẫu cần lua. Đấy. Đi theo bộ nhé. Gồm một cần, một máy, một dù và tặng kèm một nhái nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo em. Dành cho các bác tập chơi cho nên các bác chơi gọi là tương đối rồi. Đấy. Gọi là giá nó cũng bình dân thôi. Có nhé. Giá thì cứ tầm 2 triệu đổ lại. Đấy. Từ khoảng hơn 800 cho đến 2 triệu đổ lại nhé. Bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có mẫu máy đầu tiên đi với các mẫu cần đấy nhé. Đây em sẽ có hai mẫu. Mẫu đầu tiên là mẫu máy đuôi chuột của Daiwa nhé. Đây mẫu Sweetfire RA2550. Mẫu đuôi chuột nhé. Đấy. Đây, mẫu 2550 này, RA, hàng chính hãng nhé. Đây, con này thì sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt ở Trung Quốc nhé, máy Chile ở đây con này. Tem phân phối nhập khẩu này. Đây. Anh em nào lấy rời máy hoặc lấy mỗi cái máy hoặc lấy mỗi cần cũng đều được nhé. Còn lòng lấy tách riêng không lấy cả bộ thì alo cho em. Đấy, một con máy này. Về thông số này. Thông số đây, thông số của nó là Garito 5.1/1. À. Trọng lượng là 300 g. Tốc độ dây là 75 cm đây. Dạ. Đấy, áp dụng công nghệ này. ABS twin booster phải không? Đấy, ABS twin booster này. Một bạc đạn. Dạ. Đấy, máy 2500 nhé. Nói chung là những mẫu này anh em vừa có thể đánh lua hoặc đánh năng C. Đánh năng C thì anh em nhiều mẫu cần nó mềm, không cần phải cần chì đâu. Ném độc năng C không thôi, chơi được tất. Đấy. Nói chung các bác chơi mẫu nào cũng được. Đấy, đi với lại một cuộn dù. Dù anh em có thể lựa chọn từ 1 chấm, 1.5 đến 2 chấm nhé. Đấy, tại em có đủ 3 size của dòng này. Dù X8 100m, anh em sẽ được một cuộn 100m này. Đấy, tặng kèm một con nhái. Đấy, một con nhái giả. Thì bộ thứ nhất này. Bộ thứ nhất là cần Daiwa Sweetfire 662MF nhá, độ cứng M. Tải cá từ 8 đến 14 MB, khoảng cá tầm 3 đến 7 đến 8 kg nhá. 7-8 kg. Cần đầu tiên này dài 1m95 nhé, 1m95. Cái mẫu thứ hai kia là dài 21, nó cùng một mẫu nhé, cùng mẫu chỉ khác mã thôi. Một mã là 7M 7702 hay 772 đấy, 772 MFS. Thì bộ thứ nhất và bộ thứ hai có giá là 840.000 nhé. Bộ thứ nhất và bộ thứ hai đi với máy này. Đấy, đấy. Kèm một dù, đấy, một nhái là sẽ có tặng kèm một nhái là sẽ có giá là 840.000 bộ số 1, bộ số 2 này. Đấy. Cái này em để riêng là tí dục nó sang mẫu 2 nhé. Đấy. Nó có giá là 840.000. Đấy. Đấy. Gồm một dù, một cần, một máy và tặng kèm một nhái. Thế còn tiếp theo vẫn máy này nhé, vẫn máy này nhưng đi với lại bộ thứ 3 nhé. Bộ thứ 3 thì mẫu là cần khác. Bộ thứ 3 thì là cần Crossfire 702MS, cũng độ cứng M nhá. Đấy, dài 21, dài 21 này. Sản xuất tại nhà máy Daiwa Việt Nam nhé. Hai mẫu đầu cũng sản xuất tại nhà máy Daiwa Việt Nam nhé. Chất liệu carbon. Tải cá là 3 đến 8 kg, 8 kg nhá. Anh em nào đang chơi lua ấy, phong trào chơi lua giờ khá là mạnh ấy. Đấy. Khu em nó chưa có hồ đấy chứ làm hồ câu lua hay phết đấy. Rất nhiều anh em chơi, đặc biệt là nhiều tỉnh hoặc nhiều thành phố giờ phong trào lua rất là mạnh. Đánh lua này phê phết đấy các bạn. Nói chung là anh em cứ phải chơi, được trải nghiệm thì mới biết được. Có chỗ chơi hoặc là có chỗ nào tự nhiên bán tự nhiên ấy, nhiều sộp, nhiều lóc, nhiều chuối. Hoặc là có cá măng, cá chẽm, đấy, hoặc gần biển, gần đầm, biết này, có chẽm vược. Đấy. Nói chung là những cái loại săn mồi. Đấy, năng, nheo, chim, đấy, chê đều lua được hết anh em nhé. Thì bộ này có giá là 890.000.
một cần một máy một dù, một cần một máy một dù nhá, tặng kèm một nhái, tặng kèm một nhái như này, một cuộn dù đi kèm nữa là 890.000 nhé. Đây là bộ thứ ba này, bộ thứ ba nhé. Đấy, cần hai khúc nhá, dài 2m1, 2m1, 2m1 này. Chỉ có cần đầu tiên là dài 1m95, cần thứ hai bộ thứ hai 2m1, bộ thứ ba 2m1 này, bộ thứ tư cũng là 2m1 này, bộ thứ tư là giờ cần Crossfire X702MH. Đấy, bộ này thì độ cứng là MH này. Đấy, bộ này thì có giá là 1.080.000 này, 1.080.000 này, carbon này em nhìn này, hàng mới cứng nhá, hàng mới cứng đét đẹp luôn, không phải hàng bãi em biết gì đâu. Đấy, hàng mới nhá. Đấy, Crossfire này, tải cá cũng từ 3-4 kg cho đến 17 lp, rất là trâu phải không em. 17 lp nó rơi vào nó khoảng vào khoảng độ 8-9 kg, khoảng 8, sản xuất tại Main Việt Nam này, mọi người nhìn này, option này. Đấy, hàng rất đẹp luôn. Đấy, anh em này, hàng mới nhá, hàng chính hãng luôn, không phải lăn tăn là hàng fake fail gì cả cho nó mệt người. Đấy, cả bộ là 1.080.000, 1.080.000 cả bộ nhá. Đấy, máy đây, đi với máy này, kèm một dù và tặng kèm một nhái. Đấy là bộ thứ tư nhá. Bộ thứ năm này, bộ thứ năm thì lại đi một con cần UL. Đấy, dành cho anh em thích cảm giác mạnh. Đấy, có một con máy đi một cần UL, mình sẽ lắp rất nhiều máy và cho anh em lựa chọn nhá. Anh em thích mẫu nào phù hợp để anh em chơi nhá. Đấy, cũng tặng kèm đi dù 1.0, tặng kèm một nhái. Đây, con này thì thông số action nó đây, tải 1-4 lp, có nghĩa là khoảng cá khoảng từ 5 lạng cho đến khoảng độ 3 kg, ăn mức an toàn của nó khoảng 2.5 kg. Đấy, còn dòng thì anh em có thể dòng cao hơn nữa cũng được, dài 1m65 nhé, độ cứng UL. Đấy, cái đầu alo của nó này thì chống bị mắc cước rồi, chống mắc cước rồi anh em nhìn này. Đấy, tay cầm này, hàng xịn sò này, anh em nhìn chưa, rất là đẹp luôn. Chất liệu carbon này anh em nhìn này. Đấy, carbon này, chất liệu carbon này. Đấy, anh em nhìn chưa. Đấy, hàng chính hãng luôn nhá, dài 1m65, độ cứng UL. Đây mình cho xem các mẫu còn lại này. Đấy, cái alo của con này thì nó thiết kế không được ưu việt như con của cái mẫu kia. Mẫu kia nó đắt hơn mà, mẫu kia đắt hơn nhiều. Đấy, nói chung là đối với tiền chơi chính hãng này không phải năn tăn. Vậy là bộ thứ 1, 2, 3, 4, bộ thứ 5. Bộ thứ 5 có giá là 1.490.000 nhá, đi với máy này. Cái tặng kèm một dù nhá, tặng kèm một dù. Đi với một cuộn dù 1.0, tặng kèm một nhái nhá, là 1.490.000. Và bộ cuối cùng, cuối cùng là bộ thứ 6. Bộ thứ 6 đây, đi với cần Arit, cũng cần Arit nhé, cần này cũng Arit UL này. Đấy, cần đọc là gì, IR, cần đọc cần I, cần IR. Đấy, đây này. Đấy, mẫu 1m65 UL này, còn cái mẫu cuối này là dài 2m1, độ cứng là M, độ cứng là M đây. IRX702, độ cứng M, tải cá từ 6-15 lp này, từ 3 cho đến khoảng 8 kg này. Em nhìn carbon nhìn này đẹp không? Đấy, quá long lanh luôn. Đấy, một cái cần tầm vừa tiền mà quá đẹp luôn này. Alo này. Đấy, không thể chê vào đâu được. Đấy, mẫu mã của các hãng ngày càng đẹp. Đấy, mà rất là vừa túi tiền cho anh em chơi. Đấy, không quá đắt đâu anh em ạ, rất là vừa tiền. Nếu lấy cần không, anh em lấy cần không nó chỉ hơn triệu tí quay lại rồi, cũng không đắt gì cả. Với cần nua như này là mức nua phổ thông vừa tiền. Thì bộ cuối cùng này có giá là 1.540.000, bộ cùng dài 21 này có giá là 1.546 nhé, giá là 1.540.000 nhé, cũng kèm một cuộn dù và tặng kèm một nhái nhé.
Đấy là xong mẫu thứ nhất nhé, xong mẫu thứ nhất em vừa giới thiệu xong rồi. Đấy. Đấy, bác nào alo cho em nhé, thì alo. Tiếp theo là giới thiệu luôn cho bác này. Đấy, bộ tiếp theo thì vẫn giống như các mẫu cần trên nhé, mẫu cần trên chỉ thay máy thôi nhé, thay bằng con máy Senna C3000, Senna C3000 nhé, đây, thay bằng con Senna C3000 sản xuất tại Malaysia. Về cần thì em giới thiệu rồi, em không lêu nữa, thì em sẽ báo giá luôn từng bộ cho anh em luôn. Đây, anh em lấy rời máy cũng được, lấy rời máy giá 530 này. Đấy, thông số kỹ thuật đây 5.0/1, tải mắc là 9, xấp chỉ 9 kg, trọng lượng là 250 g, 4 bậc đạn, tốc độ dây là 71 cm nhé. Thì em sẽ báo giá luôn, báo giá luôn, em cứ nhớ theo em nhé, còn không thì các bác có thể hỏi lại nhé. Là bộ thứ nhất, đấy, bộ thứ hai, bộ số 1, bộ số 2 đi kèm với máy này. Đấy, đi kèm con máy này, cộng với lại dù và tặng kèm nhái nhé. Bộ số 1, số 2 có giá là 1.050.000 nhé. Bộ thứ 3, bộ thứ 3 có giá là 1.100.000 nhé. Và bộ thứ 4, bộ thứ 4 có giá là 1.290.000 nhé. Bộ thứ 5, bộ thứ 5 có giá là 1.700.000 nhé, 1.700.000. Và bộ thứ 6, bộ cuối cùng kìa, bộ cuối cùng kìa, bộ thứ 6 kìa, là sẽ có giá đi kèm với máy Senla 3000, sẽ có giá là 1.750.000, 1.750.000 nhé. Đấy, tùy các bác lựa chọn. Hiện tại ở đây có hai mẫu máy cho bác lựa chọn với hai khung giá khác nhau, hai khung giá khác nhau. Đấy, cho anh em đánh lùa ở trong video này nha. Đấy, bác nào cần thì alo cho em, cứ alo chi tiết cụ thể em sẽ báo giá chi tiết cụ thể luôn nhé. Bác nào cần thì alo. Đấy. Đấy. Dòng lùa dạo này em có khá nhiều mẫu lùa cho anh em. Đây những mẫu gọi phổ thông, nhưng phổ thông gọi là tương đối tí chính hãng. Thì tôi em sẽ đăng một số mẫu nó rẻ nữa cho bác nhé. Để bác tham khảo, bác nào cần thì alo. Đấy nha, bác nào cần mẫu nào thì alo cho em nhé. Giá sẽ từ 840.000. 840.000 cho đến 1.750.000 nhé, 1.750.000. Quá bình dân luôn, vì có những cái cần mua nó giá nó cả chục triệu. Đấy mà. Nên đây cả bộ, một cần, một dù, tặng kèm một nhái và một máy, đi kèm một máy nữa. Thì giá ok rồi. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé. Hiện tượng bị lừa đảo, đấy, mạo danh trục lợi bên Giang Trường Fishing. Thì các bác chỉ giao dịch với em qua hai số điện thoại như trên màn hình nhé, 0961 932 218, và số điện thoại 0819 543 331, và hai tài khoản giao dịch là Trương Thị Giang, đấy, số tài khoản của Vietcombank Yên Dũng Bắc Giang, và Trần Việt Dũng, số tài khoản của Agribank Yên Dũng Bắc Giang. Đấy. Bác nào mà nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại khác yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản khác thì yêu cầu các bác là không giao dịch. Đấy, không giao dịch, không đặt hàng để tránh tiền mất tật mang. Hiện tại bên em chỉ dụng hai số điện thoại trên coi nhé, cho tất cả các giao dịch mua bán cần câu, đồ câu, mồi câu vân vân, phụ kiện câu cá. Và giao dịch bằng hai số tài khoản. Đấy, một là tài khoản Trương Thị Giang của Vietcombank và hai là tài khoản của Trần Văn Dũng, Agribank. Đấy. Bác nào mà nhận được thông báo của bất kỳ bên nào mạo danh thì bác né nó ra nhé, để tránh tiền mất tật mang và làm ảnh hưởng đến uy tín của Giang Trường Fishing. Thì tất cả các video của Giang Trường Fishing sẽ được gắn cái video này ở phía đầu để giúp các bác tránh các trường hợp bị mạo danh. Vì dạo này bên em bị mạo danh nhiều quá, các bác bị lừa vừa mất tiền vừa bụng mình, bên em lại mất uy tín. Trong đó có nhiều bác là anh em khách hàng, cũng khách hàng quen thân thuộc chứ không phải là khách hàng mới. Thế nên các anh em cảnh báo cho tất cả anh em, từ khách hàng cũ đến khách hàng mới, các bác chỉ giao dịch với tất cả số điện thoại và số tài khoản trên video này thôi các bác nhé. Đấy, trân trọng cảm ơn các bác. Đây là hàng của Nguyễn Văn Việt ở thành phố Hồ Chí Minh nhé, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là hàng của bác Vũ Chiến ở Lục Ngạn Bắc Giang. Đây là hàng của bạn Lê Kiều Hoa ở
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tiếp theo là hàng của bạn Trọng Lưu ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là hàng của anh Tiệp ở Chi Lăng, Lạng Sơn.